Đại gia chứng tỏ độ chịu chơi, chi hơn 1 tỷ đồng mua hai quả dưa lưới Nhật, hai quả dưa lưới Nhật Bản vừa được bán tại một cuộc đấu giá ở thành phố Jubari phía Bắc Nhật Bản vào tháng trước với mức giá kỷ lục 45.600 USD, hơn 1 tỷ đồng của người trả giá lần đầu tiên. Cuộc đấu giá công khai này vừa diễn ra tại một chợ bán buôn từ ngày 25-29 tháng 5, mở đầu cho mùa nông nghiệp của đất nước này. Người trả giá là một nhân viên của một công ty nước giải khát Nhật Bản, chuyên bán soda có hương vị dưa lưới Zubari, theo tờ Japanese Times. Theo Fox News, hai quả dưa lưới này thuộc hàng thượng phẩm trong số 1.000 quả dưa nhãn hiệu Zubari, Asahisim ban báo cáo. Đây là loại dưa lưới có đặc trưng là củi cam ngọt, luôn khan hiếm và cháy hàng vì thời gian chín dài hơn những loại dưa lưới khác. Cuộc đấu giá diễn ra trong nước vào đầu mùa hè. Các sản phẩm nông nghiệp thường được bán với giá cao và có giá trị giống như một chiếc cúp hơn là chỉ là thực phẩm thuần túy. Giá bán 45.600 USD đánh dấu mức giá cao nhất mọi thời đại của dưa Jubari. Năm ngoái, giá trúng thầu của hai quả dưa loại này là khoảng 29.500 USD. Hồng Vân Tổng hợp. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.